Bọn Sa Đa Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bọn Sa Đa Huy đang có mặt ở vườn anh Nam Lê và đang ghi hình cho quý vị một số tác phẩm của vườn anh Nam Lê. Và trước mắt quý vị là tác phẩm Linh Vũ Đằng Sơn. Thì ngay mấy hôm trước thôi, tác phẩm đã có mặt ở triển lãm Đông Anh. Thế và hôm nay bọn Sa Đa Huy có mặt ở vườn Nam Lê để chia sẻ lại cho quý vị ngắm lại cái tác phẩm Linh Vũ Đằng Sơn cùng rất nhiều cái tác phẩm quý khác để vườn anh Nam Lê, cho quý vị được yêu cây trên cả nước được thỏa mãn. Linh Vũ Đằng Sơn, một cây cây quê xanh lá móng rất là già, rất quý của anh. Quý vị nhìn qua cái quang cảnh vườn anh Nam Lê, đây chỉ một góc nhỏ thôi quý vị nhé, một góc nhỏ vườn anh. Quá nhiều tác phẩm quý, kính thưa quý vị. Linh Vũ Đằng Sơn cũng thu hút được rất nhiều quý vị yêu cây cả nước, bởi vì cái vẻ độc đáo của tác phẩm, những cái nét, những cái hình dáng đặc biệt, không giống một tác phẩm nào. Một cây hình thú, một cây như con đang linh vật ấy, đang tọa trên đỉnh núi và ngước nhìn Giang Sơn. Quý vị hãy rời xa tác phẩm Linh Vũ Hoàng Sơn và ngắm một số tác phẩm khác của vườn anh quý vị nhé. Còn nhiều lắm quý vị ạ. Anh ạ, chào anh. Tác những cây phi nao quý vị này. Những cây phi nao và rất nhiều những cái tác phẩm quý khác. Kính thưa quý vị, đây là một tác phẩm cổ rất đặc biệt rồi quý vị này. Đây là một cây rắc đuôi rất là đặc biệt. Cây này thì như bác Sa Đa Huy nhớ không nhầm là cây này mua ở triển lãm Linh Bình cách đây 1-2 năm gì đó. Nhưng mà cây này có cái nét độc đáo riêng, một cây rất là đặc biệt. Quý vị chiêm ngưỡng này, một cái đường thân có những cái khúc cua tay áo cực kỳ đặc biệt. Ngoài ra thì còn có cái đặc biệt nữa là một cây có một cái từ đặc biệt bắt nguồn từ đây là tay hóa thử quý vị nhé. Tay hóa thử này đã thành một cái cây độc lập nhưng mà xuất phát từ tay của một thân chính. Quý vị nhìn có thấy góc này đẹp không quý vị? Và góc kia thì nhìn rõ đường thân nhưng góc kia thì ngược sáng quý vị nhé. Mặt này mặt chính quý vị này. Đấy, kính thưa quý vị, mặt này mặt chính. Đấy, mặt này thì là hơi ngược sang một chút quý vị nhé.
Điều đặc biệt nhất là ở tác phẩm ở chỗ này, một cái khúc cua nghệ thuật này và cái tay hóa tử này, và đồ chất đồ xịn này, quý vị cảm nhận được. Đấy, cái đặc biệt trong cây cảnh, những cái yếu tố riêng biệt trong cây cảnh, thì đây là cái tác phẩm đạt những yếu tố đó. Ngoài cái riêng biệt, tác phẩm còn cái yếu tố nghệ thuật trong đó. Một cây rất đẹp. Ở đây quý vị ơi, nhiều lắm, nhiều lắm. Thật sự là đi mỏi chân quý vị ạ. Vườn mấy hecta mà quý vị, rộng lắm. Anh chia sẻ là nguyên cái tiền anh chồng quý vị các bạn. Vâng. Chẳng là cháu học sinh đâu kìa. Bởi vì nguyên cái tiền anh làm cái lền này cũng đã mấy tỷ rồi quý vị ạ. Tiếc thật, không đơn giản chút nào. Đây quý vị này, cây đang xây dựng. Thì cái lò phôi này, cái lò tạo tác này, thì mấy năm nữa thì ra rất nhiều cái tác phẩm quý quý vị nhé, rất rất nhiều. Đây quý vị ơi, quý vị nhìn này, cây anh đang xây dựng rất rất là to. Cây này nhìn thích quá quý vị này, bởi vì cái nét tạo cái tác của anh Lam Lê và cái mạch lạc trong tác phẩm mạch lạc rõ ràng, đâu ra đấy, ba thân mạch lạc. Nhiều lắm quý vị nha, lớn bé còn rất rất là nhiều. Nhưng mà Sao Huy xin phép quý vị là quay cho quý vị những cái tác phẩm mà anh đã lọc và đã làm, nhìn nó rõ thân quý vị nhá. Chứ còn phôi thì nhiều lắm quý vị ạ. Vâng, em đang cố gắng, đang mỏi hết chân ở đây. Rộng quá anh ạ. Ở đây thì rộng quá, nó nhiều lắm. Anh ơi, anh phải đi tham quan bằng cái xe này à? Thì ở nhà, ở vườn thì vận hành xe đạp điện đi nhiều mỏi chân. À, phải đi chạy. Cái này đi bộ thì đi bộ đã mất đi bộ đã mất rất nhiều thời gian rồi. Đi cái chỗ diện tích để cây nó 2 hecta nhưng mà có phải ít đâu. Vâng. Vâng. Chỗ này
Anh phải đi sắm với phải đi xe đạp điện đấy, đi vòng quanh vườn đấy quý vị ạ. Vườn 2 hecta mà quý vị. Rộng lắm. Sau đây Huy sẽ chia sẻ dần cho quý vị. Cố gắng chia sẻ cho quý vị những cái tác phẩm vườn anh làm đây. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy vừa gửi tới quý vị một số tác phẩm thôi. Một số ít tác phẩm thôi, vừa này làm đây quý vị nhé. Thì Bonsai Đức Huy đến đây xin phép được tạm dừng. Bonsai Đức Huy xin chào quý vị nhé. Và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Và trân trọng cảm ơn quý vị.